Kính chào quý vị và các bạn. Từ chiều tối và đêm hôm qua, khối không khí lạnh đã áp bão, đã dịch chuyển xuống và bao trùm hầu khắp các tỉnh miền Bắc nước ta, gây ra một đợt mưa dông mạnh, không chỉ cho các tỉnh Bắc Bộ mà còn lan xuống cả các tỉnh Bắc Trung Bộ và nền nhiệt trong ngày hôm nay cũng đã giảm đi đáng kể. Sáng nay, nhiệt độ ngoài trời ở hầu khắp các nơi thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ đều chỉ dao động dưới ngưỡng 15 độ. Thậm chí có những điểm như tại trạm Tam Đảo, Vĩnh Phúc, nhiệt độ chỉ có 9,2 độ, hay trạm Mẫu Sơn, Lạng Sơn chỉ có 5,6 độ. Mưa kết hợp với nền nhiệt độ khá thấp đã khiến cho bầu không khí càng trở nên rét buốt hơn. Tuy nhiên, cũng rất may là đến khoảng gần trưa, mây bắt đầu giãn ra dần và mưa cũng giảm dần, nên mặc dù nền nhiệt tăng lên không nhiều, nhưng cảm giác rét buốt dần được cải thiện. Dự báo trong đêm nay, nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm thêm, nhiều nơi ở dưới mức 15 độ. Sáng đến ngày mai, nhiều khả năng trời sẽ mỏng mây hơn so với ngày hôm nay và tình trạng mưa sẽ giảm hẳn, do vậy mà nền nhiệt sẽ có xu hướng tăng dần lên. Tuy nhiên, do vẫn chịu tác động của khối không khí lạnh, nên ngay cả nhiệt độ cao nhất trong ngày mai vẫn sẽ không thể vượt quá ngưỡng 20 độ. Đặc biệt tại những nơi có địa hình núi cao như Mẫu Sơn, Sapa, Tam Đảo sẽ có cảm giác rét đậm, rét hại, nên bà con nơi đây cần chú ý giữ ấm để phòng các chứng bệnh về đường hô hấp. Ngoài ra cần che chắn chuồng trại để bảo vệ đàn gia cầm, gia súc trong điều kiện thời tiết không được thuận lợi này. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh, trong đêm nay và sáng mai vẫn còn có mưa và trời tiếp tục rét, nhưng đến khoảng trưa chiều mai, mưa tại đây cũng giảm dần. Trong khi đó, thì khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến phần phía bắc của Thừa Thiên Huế, mưa vẫn kéo dài trong cả đêm nay và ngày mai. Một số nơi có mưa với lượng khá lớn, đồng thời nhiệt độ giảm thêm khoảng 2-3 độ nữa, trời khá lạnh. Ở phía nam, các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Quảng Ngãi nền nhiệt cũng giảm nhẹ, nhưng cao nhất vẫn ở mức 27-30 độ. Tại các tỉnh ven biển từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng vẫn tiếp tục ngập tràn khắp mọi nơi và nền nhiệt vẫn duy trì ở mức cao. Thậm chí tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ vào lúc giữa trưa trời khá nóng khi nhiệt độ ở mức 33-34 độ. Tuy nhiên, về đêm ở khu vực Tây Nguyên và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ có xu hướng giảm khoảng 1-2 độ. Trong khi nền nhiệt tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn khá thấp, thì không khí lạnh lại được bổ sung vào những ngày tới. Vì vậy, nhiệt độ không có khả năng tăng lên được, tình trạng rét vẫn duy trì. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, trời khá lạnh và có mưa, lượng mưa không lớn. Các tỉnh ven biển Trung Bộ từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên Nam Bộ, thời tiết ít biến đổi. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 14-17 độ, vùng núi có nơi 10-12 độ, nhiệt độ cao nhất 17-20 độ. Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, nhiệt độ cao nhất 17-20 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày mai giảm mưa, gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 15-18 độ và nhiệt độ cao nhất 18-21 độ. Khu vực Trung Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa ở phía Bắc, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 22-25 độ, phía Bắc từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, phía Bắc là từ 22-25 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29-32 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28-31 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ban ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, còn nhiệt độ cao nhất là từ 30-33 độ. Khu vực Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa là trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 biển động, nhiệt độ dao động từ 24-30 độ. Quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 27-30 độ. Như vậy là trong 24 giờ tới, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời rét. Các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ban ngày trời nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tối nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!